Cây này cây khế nha bạn, nửa mảnh đài. Ba mảnh đài, ba mảnh đài gộp lại chung có đỉnh à, đó độc lạ. Chứ nói chung là cái cây này hồi xưa nguyên khối nhưng mà nó bể vậy, nó còn có vết lũa không à nha bạn, mới làm lũa lại. Trời ơi nó bự lắm, quái à, quái à, quái bự lắm. Cái nồi này cỡ 300 vòng à, hơn 300 luôn, cả 300 vòng độc lạ. Nó còn sống có được cái lớp da, nó sống cái chọc này, chọc này, chọc này, đây như đây, như có mấy cái tược này kìa. Ơi cháy trần thôi còn giữ sống hết. Hàng độc lạ, bể tan bể nát luôn, còn cái lớp da không à, còn rễ nhưng mà rễ dữ lắm nha bạn, nằm thuần chậu luôn. Cây này nằm trong cái chậu mét tư, đang trồng trong cái chậu đường kính mét tư á. Khế ôi ơi, nguyên cái nồi này chơi cái nồi độc lạ thôi chứ đổ bánh đời. Khế độc lạ, giao lưu tại vườn nha bạn, cái này không bao ship nói. Giao lưu tại vườn. Mua cái máy tạo khói về đúc vô đây nữa là quyền áo luôn, đi như cái núi luôn. Mua cái máy tạo khói, nó có cái máy tạo khói tạo xương vậy bạn, đem vô đây đúc vô thổi vô đây nữa là thầy luôn. Nước chảy róc rách nữa, y chang núi luôn.